ngày 30 tháng 4 là buổi làm tiệc để cho hồn thiên sông núi, để cho những vị thần sinh vị tướng tử vị thần, để cho những vị thần như ông để làm tướng Nguyễn Khoa Nam, tướng thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, thiếu tướng Phạm Văn Phú, chuẩn tướng Trần Văn Hai, chuẩn tướng Lê Văn Hưng, chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ. Thì năm ông đại ca này ngày 30 tháng 4 sẽ được về núi cùng với tại ổng bây giờ là lính của ngài Nguyễn Minh Trực nha. Rồi trên nữa thì có những vị cao cao nữa, cao thiệt là cao nữa, thì có ngài Trần Đạo. Thì biết là như vậy. Cho nên những ngày đó thì cũng có một số mấy bác HO, bác HO cho đây nè, đại tiệc. Tại vì năm cái ông nội này á, hồi lúc sống á, thì cũng chẳng có tu hành gì hết, chỉ là biết tinh thần yêu nước thôi. Rồi đến lúc đùng á, thì cũng chẳng có biết ăn chay. Cho nên mấy ngày đó xin lỗi quý vị nha, mình cúng thần địa tiên, thì bữa bên Thiên Long Giang có nói rồi, giờ nói thêm nữa sẽ cúng mặn cho mấy ổng, chứ cúng chay xưa cúng chay mấy ổng nhằn quá, ông nhằn quá. Cho nên mình làm theo cái phong tục của người mình, với có ngày vua Hùng Vương ở đó ổng cũng mặn nữa, chứ hồi xưa thời mấy nghìn năm trước đâu có chay gì đâu. Thì cho nên có một số mấy bác HO lo chuyện đó, Kiệt thì lo chuyện của bên cha mẹ với mấy vị Phật với mấy gì khác. Thì bữa đó là vậy, cho nên cái phong cảnh nó sẽ khác hơn bình thường, khác hơn ở những cái nơi thanh tịnh chùa chiền. Tại vì thần á, mà giúp dân, yêu dân cứu nước thì cũng là chánh, còn những người mà bán dân bán nước thì gọi là tà. Mặc áo vàng mà làm chuyện không đúng thì cũng là tà. Còn những anh hùng đường phố mà làm chuyện chánh thì cũng là chánh. Đó là đại khái chánh tà, mình không có phân biệt, không có chấp hình tướng nha quý vị. Kiệt bị chấp hình tướng nhiều quá cho nên nhiều người không có hiểu Kiệt, ở trên rất là buồn. Khi mà 4 năm nay Kiệt lên mạng Kiệt nói chuyện vậy, mục đích là để cho mọi người hiểu sự thật đang xảy ra cái gì xung quanh chúng ta, để mà quay đầu cho kịp lại với bổn tánh của mình, ăn hiền ở lành, và đồng thời cho quốc thái dân an, cho đất nước mình được tiến lên thoát sự đô hộ của Tàu. Và đồng thời cho những đại ca mảnh bển á, thượng thiên à, nói tới thượng thiên thì giờ mình mới biết 4 năm nay cũng không có uổng công, không có đỡ tốn nước miếng. Hôm nay là thượng thiên thiệt rồi đó quý vị. Trên nói thượng thiên bữa nay Mỹ làm gì ta, làm cái nhà tổng lãnh sự á ở Hà Nội hả, nó Hà Nội chứ mốt cũng về vô Nam à. Thì hôm nay thượng thiên thì cùng một lúc cái gì nó sắp sụp đổ thì dưới cũng sẽ nâng lên. Trong lúc mà cơ vận đang đi, lúc đến thời bị cực á, thì Thái Lai cũng hiện lên. Nghĩa là thường á mình cuối đường hầm đó, thì cái ánh sáng nó cũng lé ra phải không, thì hôm nay chút ánh sáng lé ra, cuối cùng nước Việt được cha cho thượng thiên theo Mỹ. Cơ vận á là đi cả tà lẫn chánh. Mấy đại ca bển này đang xả nghiệp xả cho đã, vừa xả nghiệp vừa béo phì luôn. Thì tiền của đằng na tính chủ, mấy thầy thì mấy thầy quốc danh thì cũng sau này cũng ói ra hết.
còn tiền mà của xương máu và nước mẹ Việt Nam mà gồng gánh chữ L chữ S ốm nhách đó, sau này cũng khó mà hưởng được á, trừ khi nào lấy công chuộc tội, lập công lại với cha mới ông Thượng Đế. Mục đích cái kênh Ngôi Tướng Thiệt Official ra đời là mong cho mọi người biết được trên đầu mình ba tấc có đầy đủ hết, gì cũng có hết, từ năm ông đùng 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 cho tới những gì 300 năm trước, 400 năm trước, 700-800 năm trước, và đồng thời xa xa nữa mấy nghìn năm trước đã chết rồi cũng vẫn còn. Này, cái nhà này em, chỗ gì ngồi thiện đây là quý vị, ngồi thiện đây mới 5.000 đô thôi à, rồi cái võng này ạ, để chờ đức thầy xuất hiện. Còn bên này hồi xưa thì ông tước Lương Xưng Việt gì đó cũng ngồi ăn mịn đây với mấy người đại gia đó, mình không có phòng khách lớn, mình chỉ có hai bàn này thôi, ông nào khoái mình thì cứ xuống đây ăn cơm thì đãi ngay cái bàn đó. Hồi xưa vậy á, khách quý đồ là ở chỗ cái bàn này không à, mình không có gì sang trọng hết, ai thích thì tới, không thích thì cứ đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Thì trở lại ngày 30/4 ở núi có cái buổi lễ để tiệc, nhưng mà chỉ vài chục đứa phụ lo, rồi những người không có hiểu á thì về khách sạn ngủ nếu mai qua đúng ngày 30/4. Còn bông ở này quá trời đẹp ha, ở đây giờ quá trời bông luôn. Thầy giải thích đến nha, ở bên hồi tuần rồi ở bên ông Ma Hồ á, thì cũng để cho ổng mấy con gà, cho nên nhiều người không biết đừng có hiểu lầm. Những cái phong tục tập quán người Việt mình từ hồi xa xưa, cúng những vị thần, xin cho tướng tử vị thần, thì những địa tiên sống chung với chúng ta và gia hộ chúng ta thường xuyên, cũng như mỗi thành phố á, có cảnh sát, rồi có nói tiếng Việt Nam thì có phường, có quận, có huyện gì đó, thì có ông tổ trưởng, thì mấy ông là người lo chúng ta. Thì thế gian mình cũng giống nhau, có những vị đó họ sống với mình gọi là địa tiên, nhưng mà cũng đều được Thượng Đế phong làm thần nha, không phải ai cũng làm được đâu à. Cũng giống như vua Bảo Đại của mình á, chết rồi thành con ma chứ không phải thành thần, tại mình biết ổng đang ở bên Pháp, ở trên khách sạn của ổng. Không phải một đời của mình có phước thì mình được làm vua, nhưng mà khi mình chết thì mình không có phước thì mình sẽ làm giặc á. Không giống như bác Ngô Đình Diệm của mình, cũng có công, cũng có tội, tội gì bị chấp, cứ lo Phật giáo không có lo tiêu diệt Phật giáo, rồi cứ nghĩ công giáo. Tất cả các tôn giáo trên thế giới này, quý vị ai có dám bảo đảm Phật giáo cao hơn, tốt hơn công giáo không? Chưa chắc. Bên công giáo có bảo đảm tốt hơn Hồi giáo không? Cũng chưa chắc. Rồi Ấn Độ giáo nghĩ có tốt hơn đạo giáo không? Khổng Tử cũng chưa chắc. Đạo Khổng có tốt hơn đạo Lão không? Cũng chưa chắc. Đạo Tiên tốt hơn đạo Thánh không? Chưa chắc. Không có đạo nào tốt hơn đạo nào bằng đạo Tâm. Đó là ở trên tính như vậy. Rồi cái tốt nhất là người không có đạo nào mà tâm tốt, đó là đạo. Cái lục vũ trụ này cha mẹ hồi xưa mẹ có giảng cho Kiệt nghe, khi mẹ lập ra cái hành tinh này á, thì mẹ đã đặt cái đạo rồi. Cái đạo có nghĩa là mình phải sống nhân nghĩa lễ trí tín, rồi mình sẽ tôn trọng luật thiên nhiên. Còn bây giờ á, vì con người quá tham lam, làm cho trái luật thiên nhiên, rồi cứ tạo vũ khí, tạo bè phái, nước lớn hiếp nước nhỏ, cho nên đến cuộc hôm nay á,
cha mới ra tay. Cha ra tay nhưng mà ngày đó trên thiên đình Kiệt khóc, Kiệt xin cha đừng có cho giống như chạy đại hồng thủy, giống như kiểu thời dinosaur. Thì hôm nay Kiệt ngồi đây với Đức Thầy, mang sắc phàm không phải người phàm, để mà sàng lọc. Khi mà sàng lọc rồi cái hồi năm 2018 ở trên nó sẽ có chiến tra, sẽ có những trái bom nguyên tử do con người tạo ra, người quá ác. Hãy 10 chết 7 còn 3, đó là trong kinh nói, kinh là nói chúng hết, không có gì sai hết. Thế nhưng mà khi mỗi lần Kiệt lập cái đàn khấn á, thì mọi chuyện ở trên á, có lúc cha không cho nha, có lúc cha không có approve rồi chấp nhận, có lúc chư Phật approve, có lúc cha không approve. À, thì hai cái ban này, ở đồng chư Phật là có cái triệu Phật, cha là một người, giống như ông Phật cũng giống như là quốc hội vậy đó, lưỡng viện quốc hội vậy đó, rồi có bộ tư pháp tối cao hiện giờ vậy đó, đại khái. Thì thời đó đó, lúc mà chưa ai biết Kiệt là ai đó, Kiệt đã biết Kiệt là ai từ lâu lắm rồi, chỉ chưa có ra độ đời. Thì ở trên lúc đó cha với mấy chư Phật phóng hào quang xuống, ngồi đầy bầu trời ở trên đỉnh núi Thiên Long Sơn, có cái hình luôn phóng hào quang màu vàng ống ánh. Ok rồi, không có 10 chết 7 gồm 3, tức là không có chiến tranh với ông tử. Cho nên quý vị cứ an tâm đi, bảo đảm thằng Nga, thằng Ún hiện giờ nó mới vừa bắn hồi sáng cái gì nữa đó, cũng không có chiến tranh với ông tử. Chỉ có một cái là cơ vận bị trễ lời gần 5-10 năm, cho nên đầu tóc mày bạc luôn à. Chứ đó 40 mấy tuổi là còn sức phải không? Thì cũng ok, cũng không sao, được cái này mất cái kia. Rồi, cho tới ngày hôm nay, cái mình sinh cho nước Việt, tại bên trên trên nó phong của nước Việt lại, tại có Phật với Thánh Tiên Hồ đầu thai vô nhiều quá, rồi có Kiệt đầu thai vô đó nữa, đâu có để cho bị dùi dập đâu. Có te tưa là có, nhưng mà không có tan nát. Thì mới đói, thì mới bệnh dịch sơ sơ, rồi đói sơ sơ. Rồi hôm nay cơ vận càng đi thì càng xa. Xa thì có những người thiếu phước, họ thiếu phước, họ không hiểu, thì họ không có chuẩn bị, thì họ đói trước, la hét sùm. Rồi có những người có một chút phước thì cũng còn chút xíu dự trữ. Rồi mục đích 4 năm nay cơ vận đã đi về Kiệt ra xuất hiện để nói, để cho mọi người cầu khấn. Khấn phải không? Cũng giống như clip kia Kiệt nói là nước Việt khi mà B-52 bỏ miền Bắc, miền Trung chạy đại lộ kinh hoàng có cờ, rồi miền Nam đàm già cám gáp, thì Kiệt sinh ra những lúc đó. Tự vì cả nước Việt gần 70-80 triệu người thời đó hả? Khoảng đó không biết, 50-60 gì đó, khấn ngày nào cũng ra khấn là bom đạn đầy đầu. Thì lúc đó cha mới cho Kiệt hạ phàm. Thì hôm nay cũng vậy, nước Việt không có chịu khấn, 4 năm nay không chịu khấn thì cũng sẽ còn nạn. Là mục đích là vì cái nghiệp của nước Việt là nước Việt phải trả. Sắp sửa sẽ có một cái chứng bệnh. Cái này là hồi nãy Kiệt nói về 30 tháng 4 là ở đây nha, thì có mấy chục đệ tử lo thì được ở trên núi, còn nhiều là ngủ khách sạn gắn chịu á, đừng có qua đây đông á. Chừng nói qua cái phần tin tức một chút. Tin tức thì 4 năm nay mấy bác á, nếu năm đầu á mà mấy bác mình á ở bển mấy đại ca mà thượng thiên á, thì hôm nay khỏe không, đường phố Sài Gòn đâu có nổi mà tiêu điều như vậy. Thì trễ còn hơn không, có hơn không. Thì hôm nay mình phải ăn chào bắt tay bác trọng họp với ông Anthony Blinken rồi. Thì đó là cơ vận đi đúng, tại nước Việt cuối cùng sẽ ngã theo khối tự do và từ từ sẽ thay đổi thành dân chủ, thì không có tan tác, không có đổ nát. Và đồng thời khi chiến tranh Biển Đông mà nổ ra trong lúc này á, Trung Cộng nó không có dùng nước Việt làm cái bãi chiến trường, nó bắn ra bắn vô thì cũng là chuyện tốt. Thì ở trên còn có mắt ngó xuống anh.